Bye bye.
ăn xong phải trả tiền nhá. Đây, cái này nữa, cái ô tô đúng rồi. Đây, cái này là cái kiểu. Cái chân trống là cái kiểu thôi. Đây. Cái này cái kiểu đấy. Mua hai cái kiểu à. Người dân đất ăn à. Hỏi không biết cái đứa này nó vì sao à. Hỏi thì không biết mưa, không biết nói. Không biết là sao rồi. Đấy, ngồi xuống đất bẩn ép quần áo đây này.
Sao hai mẹ con lại đi lang thang này? Tưởng có người đi chăm sóc rồi. Không phải họ đưa đi chăm sóc rồi à em? Hả? Em khoan ở nhà nữa. Là với mẹ đi như này nữa. Vẫn thường nhá. Thế mình đi về nhá. Bác đi làm mà. Không tưởng có người đưa đi chăm sóc rồi chứ. Bác yêu nhá. Rồi là với bác đi về nhá. Nhá. Bác yêu quá. Bác tưởng ai hôm nọ bác đi thăm không thấy mẹ. Bác tưởng ai đưa con với bác với mẹ đi rồi. Nhá, giờ đưa mẹ đi về. Mẹ nhớ đi học nhé. Bác về rồi thôi. Đi về đi. Đưa con đi về. Đi. Sao lại đi lang thang này, đi về đi. Đi về nhà ấy. Không đi. Này bà anh lấy ở đâu? Đi về đi. Về không được đi nữa nhá. Nhá. Không được thường nhá. Đi cẩn thận nha. Nhà ở đây không ở, cứ đi. Nhà quá không ở chết rồi. Yeah.
đâu rồi ạ? Chị lấy ở đâu về ăn đấy? Hả? Họ cho à? Kéo lại đi cướp người ta này. Thế họ cho à? Họ cho à? Họ cho bánh à? Cho bánh này à? Phải không? Ôi, cái này không nên ăn đâu. Chết người đấy. Không ăn được. Này ngộ độc đấy. Không ăn được. À đây, vứt cho em bé. Này ngộ độc đấy. Không ăn được. Không ăn được. Bánh này.